Khi mà bà con ấy đã nắm rõ kỹ thuật trong tay rồi thì là lúc đấy chị mới bàn giao con giống cho bà con. Và trước khi mà bàn giao con giống cho bà con thì chị với bà con sẽ ký với nhau một cái bản hợp đồng. Thì là trong cái bản hợp đồng đấy thì chị sẽ có phần là bảo hành chất lượng con giống cho bà con để bà con có thể yên tâm về chăn nuôi. Và phần thứ hai là chị sẽ bao tiêu đầu ra cho bà con với cái giá hiện tại đang là 1,7 triệu trên 1 kg. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Như quý bà con cũng đã biết, Làm Giàu Cùng Chuyên Gia là kênh chuyên tìm hiểu, chia sẻ và giúp bà con kết nối đến những mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao trên cả nước. Và như quý bà con cũng đã biết, nhắc đến con tắc kè thì bà con sẽ biết đến rất là nhiều những công dụng của nó, như thể là có thể ngâm rượu để làm thuốc này, cũng như rất là nhiều cửa hàng đông y cũng chế biến để làm thuốc, có thể chữa bệnh hen suyễn, bệnh thấp khớp cũng như là một số bệnh về lưu thông khí huyết. Và bên cạnh đó thì ngày nay với cái nhu cầu thị trường cũng như là nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu ăn ngon mặc đẹp cũng ngày càng gia tăng. Chính vì thế nên con tắc kè này cũng là một món ăn đặc sản được rất là nhiều người ưa thích, cả người trong nước cũng như là người nước ngoài. Vậy thì chăn nuôi con tắc kè này như thế nào, chăn nuôi nó có khó hay không, cũng như là cái hiệu quả kinh tế của nó mang lại ra sao, thì hôm nay chúng tôi xin phép được kết nối bà con đến chị Nga, là một người phụ nữ rất là tài năng, đã dám nghĩ dám làm và đang chăn nuôi và rất là phát triển với cái mô hình chăn nuôi con tắc kè này tại tỉnh Tuyên Quang ạ. Chị Nga ơi, chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là về cái địa chỉ của trang trại mình để bà con có thể biết đến và tìm đến học hỏi mô hình của chị không ạ? Vâng, xin chào bà con trên toàn cả nước. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nga. Hiện tôi đang ở cái trang trại chăn nuôi cái con tắc kè của gia đình tôi, có địa chỉ tại xã Trung Yên, huyện Sương Dương, tỉnh Tuyên Quang ạ. Dạ, chị Nga, khi mà nhắc đến con tắc kè này thì bà con mình cũng đã biết rất là nhiều về cái công dụng của nó rồi. Tuy nhiên thì để mà săn bắt ngoài tự nhiên hiện nay thì nó rất là khó. Chính vì thế nên em thấy những cái mô hình chăn nuôi những cái con vật mới lạ như là cái con tắc kè này của chị Nga, nó cũng là một cái hướng đi rất là mới lạ. Vậy thì bản thân chị Nga là một trong số những người đã chăn nuôi rất là nhiều năm nay rồi, thì chị thấy là cái con tắc kè này thì nó có cái ưu điểm gì khác so với những cái giống vật nuôi khác không ạ? Cái ưu điểm của cái con tắc kè này thì là nó không bị dịch bệnh gì. Chăn nuôi nó thì cái lượng thức ăn thì nó ăn cũng rất là ít thôi, nên là cái chi phí để đầu tư cái con giống này thì nó cũng không hết nhiều tiền đâu em ạ. Dạ, có nghĩa là về cái ưu điểm của nó là giống vật nuôi hoang dã nên là nó không có dịch bệnh tràn lan đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình mà mình chăn nuôi như thế này thì chị cảm thấy là về chuồng trại của nó đi, thì em thấy ở đây chuồng trại của nó rất là đơn giản, thì chị có thể chia sẻ với bà con cái cách thức mà mình làm chuồng trại để có thể chăn nuôi và phù hợp với cái điều kiện để có thể chăn nuôi được con tắc kè này không ạ? Như em đang nhìn thấy ở đây thì là cái chuồng trại này thì chị dựng lên bằng những cái khung sắt. Dạ. Và ở ngoài thì là chị quây những cái lưới nhỏ nhỏ như này. Cái lưới này là cái lưới sàng cát em. Dạ. Với cái mắt nhỏ như này thì là tác dụng của nó là để khi mà chị cho những cái con côn trùng vào để cho con tắc kè này nó ăn. Dạ. Thì là nó sẽ không bị chui ra ngoài đấy. Dạ. Có nghĩa là cái khung trại của nó là mình đang dựng từ những cái thanh sắt và mình sẽ dùng bằng lưới mình quây lại là được đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì như ở đây thì em thấy là trong những cái ô chuồng nuôi thì chị sử dụng rất là nhiều vật liệu như là từ lá cọ này và những cái miếng gỗ như thế này, thì chị có thể chia sẻ về công dụng của những cái vật liệu này được không ạ? Như ở trên quê chị thì là sẵn những cái lá cọ này, thì là chị đi xin về để chị treo lên làm nơi trú ngụ cho nó. Dạ. Và chị cũng tận dụng những cái gỗ thừa này này, chị ghép thành những cái khung như này, thì là để chị cũng làm chuồng cho nó luôn em ạ. Dạ. Thì là cái tập tính của con này là ban ngày thì nó sẽ là đi trốn đấy. Dạ. Thì là ban đêm thì nó mới ra hoạt động, thì nó mới đi tìm thức ăn đấy em. Dạ, tức là mình sẽ vì là cái tập tính đi trốn của nó nên là mình sẽ dựng nên những cái vật liệu như thế này để mình có thể là cho nó làm nơi trú ngụ cho nó. Và những cái vật liệu như thế này thì em thấy nó rất là đơn giản và nó cũng không có gì là đắt cả đúng không ạ? Vì bà con mình hoàn toàn có thể chăn nuôi được. Tuy nhiên thì như em thấy là ví dụ như là có rất là nhiều bà con, ngay cả bà con trên thành phố nữa cũng muốn chăn nuôi cái con tắc kè này, thì có một số cái vật dụng như ở trang trại chị Nga, ví dụ như là em thấy có cả những cái chuồng ống tre đúng không ạ? Ống tre, ống nứa và những cái chuồng ví dụ như là dùng những cái lá cọ như thế này, thì không phải là nơi nào bà con cũng có. Như mình ở trên vùng cao như thế này thì mình dễ kiếm thôi, nhưng mà với những bà con mà ở thành phố hoặc ở những cái vùng quê khác ấy, thì không phải chỗ nào mình cũng có thể mua được hoặc là tìm được những cái vật liệu này. Thì khi làm chuồng trại mà muốn chăn nuôi con tắc kè này thì bà con có thể sử dụng những cái vật liệu khác không chị? Với những bà con mà không có những cái vật liệu như của chị này ấy, thì mình có thể đóng những cái
khung gỗ này khoảng tầm 1 mét vuông ấy thì là mình cũng nuôi được tầm 5-60 con rồi em ạ. Hoặc là bà con có thể tận dụng những cái khoảng bếp trống này, hoặc là những cái chuồng lợn chuồng gà mà mình bỏ không ấy, mình cũng tận dụng nó, mình dựng những cái khung sắt lên như này và mình cũng quay lại bằng những cái lưới này, hoặc là mình quay cái lưới đen ở bên ngoài, thì là mình cũng tận dụng những cái vỏ chăn thừa đây em, hoặc là quần áo rách cũ thì là mình cũng treo lên như những cái lá cọ của chị này, treo lên để cũng làm cái nơi trú ngụ cho nó thôi. Dạ. Chứ nó cũng không yêu cầu gì quá là cầu kỳ đúng không ạ? Nó không bắt buộc là phải dùng bằng cái vật liệu này thì mới được đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì chị Nga ơi, như cái con tắc kè này thì em thấy là nó đang tối đến thì nó đang ra như thế này, nó sinh hoạt vào ban đêm đúng không ạ? Thì em thấy nó đang bám trên những cái tấm lưới như thế này, thì cái tập tính của nó là ban ngày nó đi trốn như thế, đêm nó mới ra, thì có nghĩa là cứ tối đến là mình sẽ cho nó ăn đúng không ạ? Cái con tắc kè này thì nó ăn rất là ít thôi em ạ. Một tuần thì chị cho ăn 2 lần thôi. Cứ tầm 3-4 ngày là chị mới cho nó ăn 1 lần em ạ. Dạ, vậy thì cái thức ăn của nó là gì vậy ạ? Thức ăn của con tắc kè này thì nó ăn được các loại côn trùng. Dạ. Ví dụ như là cào cào, châu chấu này, hoặc con dế mèn này, hoặc con giun, con mối đấy em. Dạ, vậy thì mỗi 1 lần ăn thì nó ăn hết khoảng bao nhiêu con này chị? Với mỗi 1 lần ăn ấy thì là một con tắc kè trưởng thành như kia thì nó chỉ ăn vào tầm 3-4 con dế hoặc là 3-4 con sâu chim nên nó cũng ăn được. Dạ, như vậy là cái lượng thức ăn của nó ăn rất là ít, 3-4 ngày mình mới phải cho 1 lần đúng không ạ? Ở đây là em thấy nhìn thấy có những cái vật liệu này là không biết là để làm gì đấy chị? Như ở trang trại của chị là chị mua dế cho nó ăn. Dạ. Thì là khi mua thì là nó đã có những cái khay như này là đựng dế ở đây và chị sẽ để vào đây để tí nữa là nó bò ra nó ăn. Dạ, như vậy là mình sẽ để cả cái khay dế vào đây. Đúng rồi. Và mình sẽ để dế sống đúng không ạ? Đúng rồi, mình sẽ cho nó ăn dế sống. Sẽ tự bắt cái con dế đấy nó ăn, chứ không phải là mình sẽ làm chết cái con dế đi để cho nó ăn đúng không ạ? Đúng rồi, nó phải ăn những cái con nó còn sống đấy em ạ. Dạ, như vậy thì cái nó tự bắt được những cái con mồi còn sống như thế thì chắc chắn là cái sức khỏe của nó cũng sẽ rất tốt, mình sẽ không cần phải lo lắng về dịch bệnh đúng không chị? Như cái con tắc kè này nó là cái dòng động vật hoang dã ấy, nên là cái sức đề kháng của nó rất là tốt, nên là nó không có cái rủi ro dịch bệnh gì đâu em ạ. Dạ, chị Nga ơi, vậy thì trong cái ô như thế này này thì cái con tắc giờ em thấy mới đang gọi là chập tối thôi, chập chạng tối thôi, thì không biết là cái con tắc kè này nó có còn chui rúc ở trong những cái ô như thế này không chị? Có đây em ạ, đây nhá, để chị soi cho em thấy này. Dạ. Đây, ở trong đây là nó đang trú ngụ trong đây này. Dạ. Có nghĩa là nó sẽ tập trung ở trong đây rất là nhiều đúng không ạ? Chị Nga, vậy thì những cái con tắc kè như thế này là nó đã vào cái chu kỳ sinh sản chưa ạ? Trong cái ô này là chị đang nuôi những cái con sinh sản đấy em ạ. Dạ, tức là những cái con này nó đang ở cái lứa tuổi sinh sản đúng không ạ? Đúng rồi. Chị Nga ơi, vậy thì trong những cái ô chuồng nuôi sinh sản như thế này thì khi cái con tắc kè này nó đẻ thì nó sẽ đẻ vào đâu hả chị? À, khi cái con tắc kè đẻ ấy, thì là cái trứng của nó là sẽ có cái chất bám dính đấy em. Nó sẽ đẻ dính vào những cái thanh gỗ này, hoặc là nó dính vào những cái lá cọ, hoặc là cả những cái tấm lưới như này này. Như vậy là cái con tắc kè này khi mà nó đẻ là trứng của nó là nó sẽ bám dính vào những cái vật liệu mà mình sử dụng trong ô chuồng đúng không ạ? Đúng rồi, đây như em đang nhìn thấy đây là cái con tắc kè đã đẻ ở đây này. Nó đẻ vào những cái mảnh gỗ này. Tức là trứng của nó là sẽ bám dính luôn vào đây đúng không ạ? Vậy thì khi mà nó đẻ trứng ra như thế này thì là mình sẽ để cho nó ấp luôn tại ô chuồng này chứ chị? Không em ạ, cái con tắc kè này thì là nó không ấp trứng. Thì là cứ hôm trước nó đẻ thì là sáng hôm sau chị sẽ đi kiểm tra, là chị sẽ tách những cái trứng này ra, hoặc là cứ cầm cả cái miếng gỗ này này, chị sẽ di chuyển sang những cái ô ấp nở khác. Dạ. Để tránh cái trường hợp là những cái con khác nó sẽ ăn mất trứng này, hoặc là nó chạy nhảy nó đi qua là nó sẽ làm vỡ trứng. Dạ. Vậy thì chị Nga ơi, khi mà nó đẻ trứng thì nó có đẻ vào một cái khung thời gian cố định hay không? Hay là ngày cứ khoảng lúc một là mình lại phải đi xuống chuồng trại để mình nhặt trứng như thế thì nó tốn thời gian quá đúng không ạ? Như cái con tắc kè này ấy, thì tập tính của nó sẽ là ngày nó trốn đi và đêm nó sẽ hoạt động em ạ. Dạ. Thì là cái thời gian nó sẽ đẻ trứng là từ đêm cho đến gần sáng ấy. Thì sau khi mà sáng dậy thì là chị sẽ đi xuống chuồng là để kiểm tra lại xem là nó đẻ trứng như thế nào, thì chị sẽ di chuyển những cái trứng này đi, di chuyển sang một cái khu ấp nở khác ấy. Dạ. Nga ơi, vậy thì như vậy là một con tắc kè 1 năm nó sẽ sinh sản khoảng mấy lứa ạ? Như ở ngoài tự nhiên ấy, thì là 1 năm thì con tắc kè này nó sẽ đẻ tầm 2 lứa thôi. Dạ. Thế nhưng mà khi mà mình nuôi theo kiểu chuồng trại như này thì là như ở trang trại của chị là 1 năm nó sẽ đẻ cho chị là 3 lứa. Dạ, vậy mỗi lứa thì nó sẽ được khoảng bao nhiêu quả trứng như thế này ạ? Như ở ngoài tự nhiên thì là nó chỉ đẻ được tầm 2-3 quả thôi. Nhưng mà khi ở đây thì là chị giữ được cái nhiệt độ cho nó ổn định.
thì là nữa là cái hình thức là mình cất trứng nó đi thì là cũng như là một cái kích thích cho nó để nó đẻ thêm đấy em. Dạ. Là như ở trại của chị là nó đẻ được tầm 5 đến 6 quả một lứa. Đúng không ạ? Như vậy là mỗi một năm là đâu đấy nó cũng đẻ được cho mình ít nhất là 15 quả trứng đúng không ạ? Đúng rồi. Chị Nga ơi, vậy thì với cái mật độ sinh sản cũng khá là tốt như thế thì với mỗi một đầu mẹ sinh sản một năm thì nó sẽ mang lại cho mình cái hiệu quả là bao nhiêu vậy ạ? Với mỗi đầu mẹ một năm ấy, thì là nó sẽ cho chị tầm 15 con. Khi mà chị nuôi ấy, đến khi xuất bán thương phẩm thì nó cũng rơi vào khoảng 10 đến 11 tháng. Đã. Thì là sau khi mà trừ các chi phí đi rồi ấy, thì với mỗi một đầu mẹ sinh sản như này thì là nó cũng thu về cho chị được khoảng hơn 2 triệu đồng một con trên một đầu mẹ sinh sản em ạ. Dạ, một con vật rất là nhỏ bé nhưng mà một năm nó có thể mang lại cho mình 2 triệu đồng. Đấy là mình đã trừ hết chi phí rồi đúng không ạ? Dạ, như em thấy thì ví dụ như là bà con mình mà có chăn nuôi những cái giống vật nuôi khác như là con gà, con lợn đi chăng nữa thì cái công mình bỏ ra chăn nuôi rất là nhiều đúng không chị? Công mình bỏ ra chăm sóc rất là nhiều nhưng mà cái con tắc kè này thì 3-4 ngày mình mới cho ăn một lần. Mà như em thấy, thực tế thì em thấy ở trang trại chị thì em thấy là cái phân thải nó thải ra không nhiều mà cái mùi nó cũng không có. Như vậy thì chắc chắn là cái công mà mình dọn dẹp vệ sinh cho nó thì nó cũng không mất nhiều thời gian của chị Nga đúng không ạ? Đúng rồi. Như em nhìn thấy ở đây là chị cũng rải những cái cát này hoặc là chị rải những cái mùn cưa ấy thì đã. Khi mà phân nó thải xuống đây thì là tầm 15 ngày thì là chị mới quét qua dọn qua một lần. Dạ. Như vậy thì cái công mình bỏ ra chăn nuôi không nhiều như thế mà cái hiệu quả kinh tế nó mang lại cao không vậy? Mà cái giá giống của cái con tắc kè này hiện nay nó có đắt không chị? Cái vốn của nó thì cũng không đắt đâu em ạ. Chỉ từ 300-400 nghìn trở lên ấy thì là mình đã có một cặp giống để mình nuôi rồi. Dạ, như vậy thì cái vốn nó bỏ ra chăn nuôi rất là ít. Như vậy thì đây cũng đúng là một cái giống vật nuôi khá là tiềm năng. Ví dụ như là chăn nuôi một con trâu hoặc là một con bò ấy chẳng hạn, thì em thấy cái chi phí đầu tư ban đầu nó khá là cao. Mà chính ra trong cái quá trình chăn nuôi thì bà con mình cũng phải rất là vất vả, phải bỏ ra một nhân công để có thể là chăn nuôi, chăm sóc và dọn dẹp vệ sinh cho nó hàng ngày. Và mất hẳn luôn một nhân công cả một ngày luôn. Nhưng mà với cái con tắc kè này thì cái thời gian mình chăn nuôi, chăm sóc nó tốn rất là ít, mà cái hiệu quả kinh tế nó mất thu lại được về rất là cao như thế. Thì nếu mà tính ra mà bà con bỏ cùng một số vốn thì khoảng 20 triệu đồng đi đúng không ạ, thì là bà con đã có thể mua được khá là nhiều cặp tắc kè này rồi. Và nhân cái lợi nhuận như chị Nga vừa chia sẻ lên từ một đầu mẹ sinh sản thôi một năm thì em thấy là cái hiệu quả nó mang lại rất là cao. Vậy thì trong chăn nuôi khi mà bà con là người mới mà với một cái giống vật nuôi gọi là con động vật hoang dã như thế này thì bà con cần lưu ý điều gì để có thể bắt tay vào chăn nuôi được cái hiệu quả, được cái thành công ạ? Vì đây là cái giống vật nuôi mới ấy, thì là chị cũng khuyên bà con là mình nên đến trực tiếp những cái trang trại để mình tham quan học hỏi những cái kinh nghiệm khi mà mình chăn nuôi nó. Thì khi mà mình đã nắm bắt được cái kinh nghiệm rồi thì mình mới bắt tay vào chăn nuôi em ạ. Dạ, khi mà như với bản thân trang trại chị Nga là người đã có nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi và bản thân em thì khi mà được đi tham quan một số mô hình chăn nuôi thì em được biết là chị Nga cũng đã hỗ trợ và cung cấp rất là nhiều cái con giống cho bà con và rất là nhiều bà con đã chăn nuôi thành công cái giống vật nuôi này rồi, thì chắc chắn là bản thân chị Nga cũng sẽ đưa ra được những cái tâm huyết, cái nhiệt tình để mình hỗ trợ bà con, giúp đỡ bà con chăn nuôi đúng không ạ? Đúng rồi em ạ, khi mà bà con đã biết đến trang trại của chị rồi thì là chị cũng mời bà con là sẽ đến trực tiếp trang trại của chị, kể cả bà con có không mua giống của chị cũng được. Chị sẽ chia sẻ toàn bộ cái kinh nghiệm về kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại. Khi mà bà con ấy đã nắm rõ kỹ thuật trong tay rồi thì là lúc đấy chị mới bàn giao con giống cho bà con. Và trước khi mà bàn giao con giống cho bà con thì chị với bà con sẽ ký với nhau một cái bản hợp đồng. Thì là trong cái bản hợp đồng đấy thì chị sẽ có phần là bảo hành chất lượng con giống cho bà con để bà con có thể yên tâm về chăn nuôi. Và phần thứ hai là chị sẽ bao tiêu đầu ra cho bà con với cái giá hiện tại đang là 1,7 triệu trên 1 kg. Dạ, như vậy là chị Nga ngoài cái chính sách là mình sẽ đồng hành về kỹ thuật, mình hỗ trợ kỹ thuật cho bà con ra, thì là mình còn đảm bảo luôn cái đầu ra cho bà con đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì chị Nga ơi, vậy thì cái đầu ra của bà con đấy thì là mình ký hợp đồng thì mình sẽ ký với cái thời hạn bao lâu ạ? Và sau cái thời gian đấy thì bà con vẫn chưa có đầu ra thì mình có cái chính sách gì để kế tiếp, nối tiếp vào cái chính sách đấy không ạ? Ở trang trại của chị ấy, thì là chị đang ký hợp đồng bao tiêu cho bà con thời hạn là từ 10 đến 15 năm. Thì sau khi mà hết cái thời hạn hợp đồng rồi ấy, thì là bên chị sẽ ký với bà con những cái hợp đồng tiếp theo em ạ. Dạ, có nghĩa là cái thời hạn trước mắt là để đảm bảo cái đầu ra trước mắt cho bà con, để bà con yên tâm bắt tay vào chăn nuôi, không phải lo lắng về vấn đề đầu ra, là mình sẽ ký cái hợp đồng 10 đến 15 năm đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ,
Em cũng thay mặt bà con và thay mặt chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Nga trong chương trình hôm nay ạ. Và nếu như bà con còn bất kỳ thắc mắc hay là muốn tìm hiểu kỹ hơn về mô hình chăn nuôi con tắc kè, một giống vật nuôi rất là mới và cái hiệu quả kinh tế mang lại rất là cao này, thì bà con có thể liên hệ trực tiếp cho chị Nga theo số điện thoại đang được ghim trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại chị có địa chỉ tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.